xong dạt xong cái vườn chuối sáp rồi anh chị. Thì qua mình quay qua vườn chuối sim anh chị ha. Đó. Ủa, chói nắng quá anh chị ơi, trái mập 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 to to không anh chị. Giờ vô đây em hết biết đường đi luôn nè, cỏ nè, quá cỏ. Nó mịt mù vậy nè anh chị, mù mà tới đằng kia á. Thì không biết đường nào quay quay cho anh chị xem luôn, sâu tuốt trong kia là cái kênh anh chị, cái gạch, kênh gạch đó, đào bàn đặt cá. Em lên Tiền Giang anh chị nha. Đây là buổi chiều trong vườn họ cầm ra nha. Sim lớn nè, nhỏ nè, sáp nè. Ủa quầy chiếu sáp này hôm qua mấy bao nhiêu ký em? Heo quầy này 14 ký hả? Sáp ngon ghê. Nay thì mình không có mở cửa buổi chiều. Mai bắt đầu chiếc ngày mai tặng là đóng thùng dao.